Rồi. Rồi. Đây, đi. Xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Mình là Lưu Bị và đây là mẹ của mình. Rồi mà, ok. Như tiêu đề các bạn đã thấy á, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series Tôi đặt gì. Cuốn sách hôm nay mà mình sẽ review đó là Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải của Cao Minh. Cái tên thôi là đã hấp dẫn rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ có một cái video khá ngắn, ngắn tầm mười mấy phút á, nên là mọi người hãy đi làm cái gì đó, ví dụ như đi snack, lấy cà phê, ăn bánh, uống trà rồi đó, để chúng ta xem qua một cái video hơi ngắn như vậy. Sau khi xem cái video này á, thì mình sẽ hoàn toàn hiểu được cái nội dung của cái cuốn này luôn, mà mình không phải review quá nhiều, tại vì mình cũng mệt mỏi lắm. Cái nội dung này không có gì để review hết, nên là mọi người hãy cùng xem cái video ở dưới đây nha. Vấn đề góc độ. Vấn đề ở chỗ chúng ta sau khi trưởng thành đều nghĩ phức tạp hơn. Tôi rất bình thường mà. Không, đó là một nghịch lý. Anh xem, người trưởng thành dùng quan điểm của bản thân để giáo dục con cái. Nhưng giáo dục con cái điều gì? Những việc sau khi lớn lên, đúng không? Vậy trẻ con có thể tiếp nhận được không? Nhỡ biểu đạt sai thì sao? Nhỡ lý giải sai thì sao? Vậy thì đứa trẻ tiếp nhận kiến thức sẽ bị ảnh hưởng cả đời. Nhưng rốt cuộc điều gì mới là đúng? Bây giờ có rất nhiều cơ sở giáo dục trẻ em. Đợi chút, để tôi nói quan điểm của bản thân trước đã. Đa số những người làm nghề giáo dục trẻ em thực chất đều không hiểu trẻ em. Cần lấy ví dụ không? Rất cần. Được, chúng ta lấy ví dụ. Tôi đọc quá sách chuyện dành cho trẻ em, rồi giả thuyết mình là trẻ em. Buổi sáng ra khỏi nhà, tôi sẽ dùng ngữ khí của trẻ em để nói: bầu trời rất xanh, ánh nắng rất đẹp, cây cối xanh mướt, không khí trong lành. Đại loại như vậy, đúng không? Đó là biểu thị sự thuần khiết của trẻ em. Cô ấy mỉm cười. Vậy tôi cho anh nghe những gì tôi biết nhé. Chính là những gì tôi đã chứng kiến trong một buổi sáng khi ra khỏi nhà. Tôi đã hỏi không dưới 100 đứa trẻ: anh có biết bọn trẻ nhìn thấy thứ gì không? Không phải những thứ vừa rồi sao? Tuyệt nhiên không phải. Chiều cao của chúng không như chúng ta. Chúng cũng không có hứng thú với nhiều thứ cao lớn vĩ đại như vậy. Chúng gần với mặt đất hơn chúng ta. Đất mới là nơi hấp dẫn chúng nhất. Chúng sẽ nhìn những con sông, chú ý đến những viên đá trong độ phải lúc đi đường, để ý đến hình ảnh phản chiếu của mình trong các vũng nước đọng, thấy đồng xu bị vùi một nửa dưới đất, chăm chú nghiên cứu lúc nào giẫm xuống tuyết mới có thể tạo thành âm thanh lạo xạo, quan sát hoa văn của viên gạch vuông dưới chân. Những thứ thu hút chúng quá nhiều nhưng cũng không mấy đứa ngửa nhìn bầu trời, nhìn ánh nắng, nói không khí trong lành đâu. Ý cô là rất nhiều sách truyện dành cho trẻ em thực chất đến từ góc độ người lớn. Đúng vậy, chúng ta đọc các hành văn đó sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng trẻ em lại thấy vô vị. Trẻ em rất thông minh nhưng chúng không biết cách biểu đạt, chúng chỉ có thể phản ứng ngay lập tức, không hứng thú. Từ bây giờ cô bắt đầu để ý đến thái độ của trẻ em. 4 năm trước, hình như vậy. Lần đó tôi đi chợ cùng anh trai và chị dâu. Cháu trai tôi cũng quá nhiễu không muốn vào chợ. Tôi bắt đầu nghĩ nó muốn làm việc khác, nhưng rồi lại phát hiện ra không phải. Khi tôi ngồi xổm xuống buộc dây dài cho nó, tôi nhìn xung quanh bốn phía. Trong mắt trẻ em, chợ hoàn toàn không có gì thú vị. Xung quanh toàn các loại chân, giày, quần, rất buồn chán. Vì vậy tôi nhận ra mình đã quên mất các bản thân nhìn mọi thứ khi còn nhỏ rồi. Nên cô lựa chọn cách sống như hiện tại. Cô ấy gật đầu. Nhà cô ấy được bày biện như công phòng của một đứa trẻ. Khắp nơi trang trí toàn màu sắc rực rỡ. Đồ dùng trong nhà đều có viền tròn, góc tròn. Trên trần nhà treo đèn huỳnh quang. Nếu tắt đèn điện sẽ hiện lên một dải ngân hà. Cái này cô ấy cho tôi xem rồi. Đến cái cốc cô ấy đưa tôi uống một viên hình nhân vật hoạt hình. Bên ngoài lều trang trí cây cỏ núi non. Bên trên còn có động vật hoang dã. Thật ra có rất nhiều thứ chúng ta nhìn mãi thành quen. Bản thân đã có chút vấn đề nhưng không ai phát hiện ra. Vẫn cần ví dụ. Anh để ý đến thịt bò khô hoặc xúc xích đóng gói chân không trong siêu thị không? Còn cổ vịt rất cay gì đó bán ngoài chợ nữa. Biết, cái đó có gì không bình thường? Có lần, tôi mua đồ trong siêu thị, thấy một cậu bé đứng trước kệ hàng nhìn thịt bò khô đầy sợ hãi. Tôi thấy biểu cảm của cậu bé rất thú vị nên lại gần hỏi xem có thèm ăn không. Cậu bé đó nói con bò rất dũng cảm. Tôi hiếu kỳ, hỏi vì sao biết con bò rất dũng cảm? Cậu bé chỉ gói thịt bò khô to trên kệ hàng nói: cô xem này, con bò dơ thịt của nó lên bảo với mọi người cái này rất ngon. Tôi lúc đó không nhịn được cười. Đúng như vậy thật. Sau đó tôi mới để ý rất nhiều gói vị thịt cũng kiểu như vậy. Đều có một hoặc vài con vịt cầm cái cổ vịt dơ lên, một con lợn cầm miếng thịt lợn thăn khi ngon, một con bò vui vẻ giới thiệu thịt bò rất hấp dẫn, vài con cá mừng rỡ nâng đĩa cá hộp rất nhiều. Nhưng đều vậy cả mà, lẽ nào để con sói xám cầm xúc xích quảng cáo? Cô ấy khẽ cười nhìn tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Những bao bì đó chẳng có gì là không ổn cả. Khi chúng ta đã quen rồi sẽ chẳng thấy lạ nữa, nhưng trẻ em không thấy như vậy. Chúng phát hiện ra vấn đề, chúng cảm thấy không bình thường và nghi ngờ những điều này. Chúng sẽ có ý tưởng mới, nhưng chúng ta thì không, chỉ vì quen rồi. Nghề của cô là đồ họa, cô có thể dùng quan điểm đó để cư xử. Nhưng những người khác còn phải mưu sinh, phải sống, không thể có cách nhìn như vậy được. Không, anh sai rồi. Lúc tôi làm việc thì là làm việc. Từ thái độ đến phương thức đều trong trạng thái làm việc vì tôi đang mưu sinh.
Đó cũng là nguyên nhân vì sao công việc chị giao cho người lớn. Nhưng khi bỏ công việc sang một bên, tôi lại là một đứa trẻ vì tôi thích thế giới mới mẻ đó, chứ không phải thế giới đã quen thuộc. Mỗi người đều có quyền lựa chọn sở thích của mình, không bắt buộc phải có quan điểm giống với người khác. Ừ, có lý, điểm này tôi đồng ý. Vì vậy, tôi sống thế này cũng không có gì kỳ lạ cả. Còn việc tôi có cần nói với tất cả mọi người về suy nghĩ hay không, đó là quyền của tôi. Nếu tôi không muốn nói, tôi sẽ không nói. Người khác nghĩ tôi thế nào không phải vấn đề của tôi, mà là vấn đề của họ. Giống như người bạn kia cảm thấy tôi rất kỳ quái, không bình thường, nhờ anh đến nói chuyện với tôi vậy, đúng không? Tôi cảm thấy cô ấy mới là người không bình thường, chứ chẳng phải tôi. Rất vui vì cô có thể nói cho tôi biết thêm những điều này. Không, anh em vui vì bản thân anh cũng là người có quan điểm yêu thích thế giới mới mẻ. Nếu anh không phải là người như vậy, tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Vì tôi có nói anh cũng sẽ không hiểu hoặc nghĩ sai lệch đi, đúng không? Giống như tôi không có hứng thú nói điều này với bạn tôi vậy. Cô ấy rất tốt, rất quan tâm tôi, nhưng cô ấy không lý giải được quan điểm của tôi. Vì vậy tôi sẽ không nói cho cô ấy biết về những điều này. Vậy tôi có nên nói cho cô ấy biết không? Cái này tùy anh, do anh quyết định. Đến lúc đó tôi sẽ quyết định. Được. Vậy cô làm thế này có mệt không? Mệt, không thể nói vậy được. Đây là việc tôi thích làm, tôi không cảm thấy mệt. Con người khi được làm những việc mình thích sẽ rất nhập tâm, cuồng nhiệt, sẽ tự mình tìm vấn đề rồi lại tự tìm cách giải quyết. Cái này tôi thừa nhận. Sinh tồn và hứng thú mãi mãi là động lực tốt nhất. Đương nhiên giờ mọi người đã đang theo đuổi cuộc sống vật chất nên nó là động lực, cũng không có gì là không được. Nhiều người dùng rất nhiều cách khác nhau, làm rất nhiều việc khác nhau. Ví dụ anh muốn có một căn nhà lớn, có xe tốt, có vợ đẹp, vậy anh phải nỗ lực kiếm tiền. Người khác muốn có cuộc sống tự do, không muốn liên quan nhiều đến tiền, hy vọng có thể sống hoang dại như một con sói. Có người một lần một dạ chỉ nghĩ đến du lịch vòng quanh thế giới, kiếm được chút tiền là chạy đi chơi. Vậy anh đứng ở góc độ của mình mà nói, các người đều là kẻ ngốc, đều có bệnh, không phải vì tiền thì vất vả làm gì. Thì họ cũng sẽ cười nói anh bị tiền làm cho phát điên hoặc coi thường anh. Đó chính là vấn đề giá trị quan điểm, nói trắng ra là vấn đề địa vị. Thêm một chuyện nữa, anh cho rằng các bậc đế vương theo đuổi trường sinh bất lão là vì lý do gì? Họ đã là đế vương rồi, còn có thể theo đuổi thứ gì nữa? Thiên hạ đã là của mình. Thời xưa, lĩnh vực sinh vật ngoài hành tinh vẫn còn chưa được khám phá, nên họ cũng không nghĩ đến việc đi chinh phạt. Hơn nữa, nhận thức về duy vật tự nhiên là ít hơn hiện nay nhiều. Thế nhưng họ muốn đứng ở địa vị cao hơn, vì vậy chỉ có cầu tiên vấn đạo, luyện đơn uống thuốc. Đúng vậy. Mà anh có phát hiện ra không? Trẻ em có sự tôn trọng và kính sợ đối với thiên nhiên hơn người lớn. Tư duy của cô đúng là lộn xộn. Đó là do nhận thức vật chất của trẻ em chưa đủ, đúng không? Tư duy của tôi không lộn xộn. Chúng ta vừa nói lạc đề một chút, nhưng tôi sẽ quay lại vấn đề chính. Cái tôi vừa nói không phải là vấn đề nhận thức. Đôi khi trẻ em có thể nhìn thấu bản chất qua một ánh mắt. Ý, cái này hơi khó tin. Kinh nghiệm và kiến thức của trẻ em không đủ mà. Chính vì không đủ nên bản năng của trẻ em càng thêm mãnh liệt. Nhiều đứa trẻ có xu hướng gần gũi với những người thích trẻ em và xa cách những người không thích chúng mà không cần phải giao lưu và hỏi trước. Vì sao? Tuy chưa từng giao lưu nhưng trẻ em có thể nắm bắt được một số dấu hiệu, trực tiếp phản hồi lại cho bản thân, hình thành bản năng, hơn nữa còn trong tình trạng đại não không ý thức. Hình như có hiện tượng này. Tóm lại, khi chúng ta nhìn nhận sự việc, thường dùng các nhận thức khách quan để lý giải, nhưng rất nhiều nhận thức khách quan chỉ là giả định. Nhiều sự việc không thể giải thích rõ ràng rốt cuộc vì sao. Sau khi xem xong video rồi á, thì mình muốn nói với các bạn là các bạn hoàn toàn có thể tìm được thông tin về tác giả Cao Minh ở trên các phương tiện truyền thông. Các bạn chỉ cần ấn Google là nhà văn Cao Minh thì sẽ ra nè tiểu sử nè, các bài viết, các cuốn sách liên quan. Thì sau khi đọc xong cuốn Thiên Tài Bên Trái Kẻ Đêm Bên Phải, mình đã mua luôn hai cuốn, đó là Sổ Tay Nhà Thư Miên 1-2 ở đây. Và sẽ chắc chắn là sẽ có video review của nó sau cái video này. Về nội dung á, thì sẽ có rất là nhiều cái bài review mà các bạn có thể đọc được về review không gian 2 chiều, không gian 3 chiều, không gian 4 chiều. Nhưng mà cơ bản về mình á, thì mình không biết gì về những cái đó hết, nên là mình sẽ không có chia sẻ gì ở đây. Mình sợ cung cấp thông tin sai cho các bạn lắm. Nếu như mà các bạn đọc sách các bạn thấy thú vị á, thì chúng ta có thể hoàn toàn tìm hiểu về những cái thuyết vật lý, thuyết lượng tử của Einstein chẳng hạn. Thì cái đó kiến thức nó là đúng hơn. Mình chỉ có thể nói với các bạn là những cái kiến thức ở trong này về vật lý và lượng tử khi mà so ra với sách, với khoa học á, thì nó là khớp, trùng khớp chứ nó không phải là bị đặt ra đâu. Nên là mọi người có thể đọc và yên tâm khi mà tiếp nhận những cái kiến thức này. Một điều mình muốn nói á, là khi mà các bạn đọc cuốn sách này, các bạn phải gạt bỏ một cái tôi cá nhân nào đó mà trước đây các bạn đã xây dựng ra. Tại vì nó rất là lạ lùng luôn á. Các bạn có bao giờ lướt Facebook xong thấy ví dụ như 10 quyển sách mà nhất định phải đọc trong đời, 10 bộ phim phải xem trong đời, rồi 10 điều mà tuổi trẻ nhất định phải làm trước 22 tuổi, rồi này kia, rồi xong rồi các bạn nghĩ là nó đã thâm nhập vào đầu mình như thế này là mình phải làm như vậy trước 22 tuổi. Nhưng mà thực tế nó không là như vậy. Nó là những cái giới hạn mà một ai đó đặt ra và muốn các bạn phải theo những cái giới hạn đó. Nhưng mà cuộc sống là của mình thì mình không có gì phải
theo những cái giới hạn đó hết. Ví dụ như mình nè, nó sẽ có một cái list là 10 bộ phim phải xem trong đời trước bao nhiêu tuổi, hoặc là các bạn trẻ nhất định phải xem, nhưng mà mình chưa xem Vua Sư Tử nha. Mình cũng chưa có xem Alice ở Xứ Sở Thần Tiên nha các bạn. Lý do thứ nhất là vì hồi đó nhà mình không có điều kiện, mình không bắt cá, mình không có được. Lý do thứ hai là mình cũng không có hứng thú. Cái thời gian đó mình dùng để mình coi cái gì mình cũng quên rồi, nhưng mà mình chưa coi những cái đó. 10 cuốn sách mà các bạn phải đọc trước năm bao nhiêu tuổi để thành công đó, thì mình cũng chỉ đọc một số cuốn trong đó và mình cảm thấy nó không hợp với mình, nên là mình đã đi rẽ qua một hướng khác, đó là mình đọc tâm lý học. Mình nghĩ cái này nó sẽ hợp với mình hơn. Hồi nhỏ mọi người sẽ hỏi là lớn lên con muốn trở thành ai, con muốn trở thành người như ai. Nhưng mà không phải đâu, mình là mình, miễn sao mà mình cảm thấy mình trở thành một cái phiên bản tốt nhất của mình là được rồi, chứ mình không cần phải giống ai hết. Tại vì mình là một cá thể riêng biệt mà. Đây, sau khi mà các bạn xem xong cái đoạn video hơi ngắn mười mấy phút đó thì các bạn cũng đã hiểu rồi đúng không? Cái cuốn này thật sự rất là hay luôn á. Chỉ có điều là mình lúc mà mình đọc á thì mình phải cố gắng lựa chọn một cái khoảng thời gian, một cái không gian nào đó hợp lý, yên tĩnh để mình có thể vừa đọc vừa suy ngẫm. Có những cái chuyện mà mình phải đọc tới 2-3 lần thì mình mới ngộ ra ồ hóa ra là như vậy. Rồi có những cái vấn đề nó rất là nhân văn luôn á, khi mà mình đọc xong rồi mình nhìn xung quanh mình cảm thấy đúng. Nhưng mà tại vì chúng ta bị chạy theo số đông, khi mà mình có những cái ý nghĩ riêng nhưng mà mình không có dám nói ra, tại vì nó chệch với số đông á. Mà cái gì nó khác với số đông là chúng ta hay ngại, hay sợ là mọi người sẽ nói mình bị điên, mình rảnh rỗi, mình ở không này kia. Nhưng mà đó là cuộc sống của mình mà, nên là mình phải tự lựa chọn cái cách để mà mình phát triển lên thôi. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ ấn cái chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và tiếp theo sau này thì sẽ là hàng loạt những cuốn sách khác, như là Chủ Nghĩa Khắc Kỷ, Sổ Tay Nhà Thôi Miên 1-2 cũng là của tác giả Cao Minh, và một số tác phẩm khác nữa. Và tạm biệt mọi người.